Toàn Lưới xin mến chào các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Toàn Lưới sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị và các bạn mình đang một cái tấm lưới hoàn chỉnh như thế nào nha. Thì các bước đan thì Toàn sẽ chia sẻ lần lượt trong video. Thì ngày hôm nay Toàn sẽ thi phẩm trên cái chất liệu là dây này nha. Thì để đan một tấm lưới thì các anh chị bạn sử dụng một cái dây thừng, dây nào cũng được. Các anh chị bạn sử dụng cái dây thừng đây này cũng được, hoặc sử dụng cái dây này cũng được. Đó. Thì thi phẩm thì Toàn sử dụng cái dây này nha. Dây này thì nó mềm với lại nó đỡ bụi hơn là cái dây gì đây. Rồi, bây giờ các anh chị bạn chuẩn bị cho Toàn một cái tấm ván mình để mình làm một cái cỡ lưới nha. Và cái lưới ngày hôm nay mình đang sẽ là lưới ô vuông. Đó. Và cái dây trên màn hình các anh chị bạn đang xem đây là dây 6 ly dây dùng. Thì bước đầu tiên các anh chị và các bạn mình thắt cho toàn một cái mắt lưới nha. Đó. Các anh chị bạn thắt nha. Cái gì nè, cái bộ này thì cái mắt lưới này nó phải bằng với cái cỡ nha, mình đang làm theo cái cỡ mà. Thì khi mình làm cái cỡ thì cái ô lưới nó sẽ ra đều nha. Đó, mình xiết lại. Thì cái phương pháp đan một cái tấm lưới này thì mình cũng sẽ sử dụng những cái nút thắt mà Toàn đã chia sẻ trên kênh YouTube. Thì các anh chị bạn mình có thể xem lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối cái này vào cái đầu dây này nè. Các chị chỉ cần luồn cái dây này xuống dưới thôi. Dắt qua như thế này. Đó, và các chị xỏ dưới cái dây này. Rồi, là nó cố định nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mình làm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đan lưới. Thì trong cái video này Toàn sẽ hướng dẫn cho các anh chị và bạn mình một cái cách đan dễ làm. Thì mời các anh chị bạn mình cùng theo dõi nha. Bây giờ mình sẽ đan để mình lấy cái khổ lưới. Khổ lưới là chiều rộng của tấm lưới á. Đó, cách đan các anh chị xỏ từ dưới xỏ lên. Sắp đến đi dòng cái dây qua đây. Dây này luồn dưới đây. Anh chị giữ cái đầu dây này, cái xuống, chỗ này, siết lại. Một, xong anh chị xoay lại. Dây này anh chị luồn, giữ luồn lên. Anh chị siết lại, giữ cái đầu dây này lại nha. Rồi nhồng cái dây này qua đây. Cái cuộn dây cũng luồn. Rồi, tới cái đoạn này thì các anh chị sẽ mở thêm một cái mắt lưới. Mở bằng cách nào thì các anh chị vòng qua đây. Vòng lên tới đây. Đó. Các anh chị vòng qua đây. Cái dây này các anh chị xoắn qua đây. Luồn cái đầu lên đây. Thì mục đích của mình đó là mình sẽ kết nối cái điểm này ở trên đây. Đây mình sẽ giữ lại đi nè. Đó. Mình rút lên này. Rút kia chặt. Đó. Ở đây mình sẽ làm một cái mắt lưới ở đây. Dòng lên. Luồn qua ba cái sợi dây này thì bút rồi, thì cái điểm bút này nó sẽ bằng với, nó sẽ ngang với lại cái điểm bút này thì siết mạnh lên. Đó, tiếp tục xuống dưới đây, anh chị cũng rút lại một lần như vậy nè. Cái dây này anh chị vòng qua đây nè, cái bó dây này anh chị luồn qua
đó thì anh chị rút lại chỗ này rồi, bây giờ anh chị băm ra đó, là mình đã có một cái hai cái mắt lưới rồi nè. Thì tương tự như vậy thì tới là mình cũng sẽ đang từ bên đây vừa qua đến đây đó, và mình lấy tiếp tục hai mở hai cái mối lưới này. Mục đích của mình muốn lên đây mình đưa cái mối nối lên đây đưa xuống là để mở cái ô lưới, cái ô đen đến cái kích thước mà mình cần. Ví dụ như mỗi một ô như thế này á, mỗi một ô như thế này á thì nó có, các anh chị muốn biết mỗi một ô như thế này nó khoảng bao nhiêu cm á thì các anh chị xem cái cỡ của mình. Ví dụ như cái cỡ của mình đó là 6 cm nó, thì khi các anh chị đen cái dây này vô á, chị đo với cái dây này nè, nó sẽ ra là tầm khoảng 6.5 6.5, tại vì cái dây này nó mềm, nếu mà cái dây này nó cứng thì nó sẽ ra đúng cái kích thước là 6.6, thì cái này là mình tính là 6.5 thôi đó. Thì 6.5 mỗi một ô như thế này thì nếu mà hai ô á, thì nó sẽ ra là 13 cm đó, và 4 ô á, thì nó sẽ ra là 26 cm đó. Thì bây giờ còn sẽ làm 4 ô đi, sau đó mình sẽ chốt cái khổ lưới là 26 cm, tiếp tục mình sẽ đan tới cái chiều dài mong muốn nha. Rồi tiếp tục toàn sẽ làm lại một lần nữa cho các anh chị các bạn mình tham khảo nha. Thì đây là video chia sẻ, nếu các anh chị các bạn thấy hữu ích thì nhấn like và đăng ký để tiếp tục nhận những video mới trên kênh YouTube của Toàn Lưới, hoặc là các anh chị nào có cái cách làm hay hơn thì có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Tiếp tục tiếp tục các anh chị luồn cái dây từ dưới lên, sau đó các anh chị giữ lại, giữ cái mối này lại nè, dòng cái dây này qua. Xiết lại. Tiếp tục. Giữ cái dòng gì lại, dòng cái dây qua. Đó, dòng cái dây qua. Giữ cái mối này. Kịch mạnh lên, nó chắc. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái đầu lưới bên đây bằng cách là mình luồn cái bó dây mình nè lên trên cái ô này nè, luồn qua đây đó, luồn qua đây. Ở đây mình sẽ rút lại, rút lại bằng cách là mình sẽ dòng cái dây này lên đây, mình luồn cái bó dây từ dưới lên lên. Đó, như thế này gập lại là nó sẽ chốt vào đây. Đây tiếp tục, đây mình sẽ tạo một cái mắt lưới ngang với lại cái mắt lưới này, mình chạy dòng lên đó, dòng lên như thế này, sau qua đây đó, ba cái dây pin này mình luôn bó dây lên đó, sau đó mình rút lại lại sao cho nó bằng với lại cái mắt lưới này nha. Thì khi ra là cái mắt lưới nó sẽ đều đó. Tiếp tục xuống dưới này mình cũng nhặt lên này, đường có lưới lên, lưới đưa lên đó, rút lại cái đêm này đó, là mình được. Thì mình thấy mình coi ra mình được bao nhiêu nha, 2, 3, đúng không? 3 này nè, 3 ô. Nhưng mà 3 ô thì nó khoảng 3 ô, 6 ô rưỡi. Nó khoảng 19,5 rồi. Đó, chỗ này mình có thể chốt lại được, đúng không? Chỗ này nếu mình chốt lại cái khổ lưới đi. Đó, mình chốt cái khổ lưới này ở đây. Mình chốt khổ lưới đây thì mình luồn cái dây qua đây. Giữ này nha. Sau đó mình luồn
ở đây mình thu gọn lại, mình chốt cái khổ lưới nằm đây đó, có nghĩa là cái khổ lưới của mình đã chốt ở đây rồi nè, là ba ô rồi. Ba ô đen nè, tương ứng mỗi ô là 6,5 cm. Các anh chị và các bạn mình nhân lên thì nó là 9,5. Đó, mình chốt này lại. Rồi bây giờ mình sẽ làm ra à, cái chỗ này là mình chiều rộng rồi nè, đây là chiều dài nè. Đó, bây giờ chiều dài mình sẽ đen ra cái chiều dài mà các anh chị mong muốn, ví dụ như mình đen thêm 4 ô, 5 ô gì nữa. Đó, thì tiếp tục mình đen nha, dòng lên đây. Đó, chủ yếu mình đưa cái cỡ này vô nè, để chi để mình lấy cái cỡ. Đó, cứ tiếp tục theo cái cách đen thôi, đen thôi. Đúng rồi, luồn ở dưới luồn lên. Nó cứ hết biên rồi mình sẽ mở thêm cái ô lưới để mình đen tiếp. Thì các anh chị phải mở, nếu anh chị không mở thì nó sẽ không có ra cái chiều dài nữa. Rồi hết rồi nè, bây giờ tiếp tục mình mở nè. Cái đầu này mình mở nè, thì mở mình cũng luồn cái dây ở dưới đây, luồn qua cái ô này. Đó, mình mở nè. Đó, mình đem vòng qua đây là mình mở nè, xong mình chốt ở phía trên này, luồn cái dây qua. Cái này các chị làm quen rồi sẽ làm rất là nhanh. Rồi giờ mình sẽ chốt mắt lưới đây. Nó chốt ngang thế này, chốt bên này nè. Ví dụ ở đây là cái chiều cái khổ rộng của nó là 3 ô đi, 3 ô lưới đi, cái chiều dài của nó là 4 ô, thì tới khi mà 4 ô rồi á, mình muốn kết thúc á, thì mình sẽ chốt cái mắt lưới là tới đây, số 4 thôi. Đó, bây giờ mình chốt nha, cũng tương tự giống như mình chốt cái chiều rộng của tấm lưới á. Bây giờ mình chốt nha, chốt ra luồn dưới lên. Ở đây mình không mở nữa, nếu mình mở là mình sẽ xuống, kéo xuống đây mình mở tiếp, còn không mình không mở nữa thì mình chốt. Đó, mình chốt đây nha. Đó, mình chốt rồi đây nè. Đó. Đó, là nó đã ra rồi nè. Một cái chiều rộng là 3 ô, một cái chiều dài là 4 ô. Đó, thì còn lại mình sẽ hoàn thành cái còn lại thôi. Cái dây nó bị xoắn, khi mình đen thì dây nó sẽ bị xoắn. Rồi bây giờ mình sẽ luôn tiếp tục mình đen. Đưa cái cỡ vô nha các anh chị. Đó, giữ lại. Áp dụng cái phương pháp này, các anh chị và bạn mình có thể làm theo cái mình làm, tự làm cho mình một cái tấm lưới theo cái chiều rộng mà các anh chị muốn và cái chiều dài các anh chị muốn nha. Tiếp tục. Có nghĩa là bây giờ mình đã đủ chiều dài rồi. Chiều dài là 4 ô và chiều rộng là 3 ô. Mình đủ chiều dài rồi, mình sẽ không mở nữa. Giờ mình khóa. Mình khóa. Khóa cái mắt lưới lại. Rồi, còn một cái tiếp tục làm luôn. Đó, tiếp tục. Xin lỗi.
Rồi. Xong hết rồi, bây giờ mình sẽ khóa cái mắt lưới rồi. 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 À, sau khi mình đã khóa xong rồi. Khóa xong rồi là ở cái đoạn này xong rồi. Okay. Mình sẽ cắt bỏ cái này đi. Cắt cái dây dưa rồi đi. À, và mình đã xong rồi nè. Đây. Mình đây. Chiều rộng tấm lưới là ngang là 3 ô, chiều dài là 4 ô. Đó, thì cứ thế như thế này, các anh chị bạn mình muốn đan theo cái chiều rộng là bao nhiêu. Thì sau khi đủ chiều rộng rồi, các anh chị tiếp tục mở để đan chiều dài. Đó, mình có thể áp dụng trên tất cả các loại dây. À, dây càng nhỏ thì nó sẽ càng dễ đan nha, dây lớn thì nó sẽ hơi khó đan. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu thích video nhấn like và đăng ký để tiếp tục những video mới trên kênh YouTube của Toàn Lưới DIY. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.